cháy trung cư mini làm 56 người tử vong ở Hà Nội, nguyên nhân do chập mạch điện xe tay ga. Cơ quan công an vừa có kết luận giám định nguyên nhân cháy trung cư mini ở Hà Nội làm 56 người tử vong. Theo thông tin mới nhất, cơ quan chức năng đã công bố nguyên nhân cháy trung cư mini ở Hà Nội làm 56 người tử vong và nhiều người bị thương. Như dân Việt đã đưa tin, vụ cháy trung cư mini số 37 ngõ 29 trên 70 ở phố Khương Hạ đêm 12 dạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023 đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người khi khiến 56 người tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Ở diễn biến mới nhất, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân gây ra vụ cháy tại số nhà 37 ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực Bình Ác Quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt giáp tường phía Nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Kết luận giám định cũng thể hiện lửa sau đó cháy lan vào khu vực cắp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn. Trong 4 bình chữa cháy gửi đi giám định, có 3 bình chưa được sử dụng, một bình đã được sử dụng. Như vậy, tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân cháy trung cư mini ở Hà Nội xuất phát về việc chập mạch điện Satega. Trước đó, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Cương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 13 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh sinh năm 1979, hiện trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy vì tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự.